À, hôm nay là rất hân hạnh là được đón Vấn Hồng với Hải Sapa TV đến với lại Tây Bắc để các bạn thăm bà con vùng lũ. Nhân tiện hôm nay là các bạn đã đến đây là thăm mình, giới thiệu với các bạn này. Hôm nay không có món nhiều thì là món đặc sản sông Đà và Tây Bắc. Hôm nay mời anh em thưởng thức và chúc sức khỏe anh em. Dạ bác. Anh em Vũ Hồng và em Hải và em Phiên và gia đình xin chân thành cảm ơn bác giàu giàu sang phú quý là chủ cái khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai. Đấy. Tên chính là gì ạ bác? Anh giàu. Ôi giời, anh tên là giàu. Ý là không bao giờ nghèo anh. Cho em xin phép được phát động hô cái anh ạ. Chúc bác luôn sức khỏe thôi chứ. 1 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 uống. Đây phải 26 nha, 23 là trên, trên này uống ít thế này được. Rồi tí nữa quê nhà em Yên Bái tao uống bát. Chén đầu tiên là khi lên bảng người Thái uống là phải mời thổ địa. Đấy. Nhưng mà thổ địa là không được nghe rót vào như thế. Đấy, cháu mời ông thổ địa. Đấy. Rồi. Em mời các bác, em mời các anh chị ạ. Ăn các món ăn là không thể thiếu chẩm chéo. Rồi. Chẩm chéo Sapa TV thì nhà vẫn bán không 100.000 một lọ. Bạn gọi vào số 0974 686 389. Nhớ là chẩm chéo đen là có lớp màng nha. Ở Trung Đoàn với cả tỏi Lý Sơn. Sản phẩm chẩm chéo này làm cho bài mua được một cái nhà hàng luôn đấy. Đây cách pha thì rất đơn giản, ai ăn cay nhiều cho nhiều, ai ăn cay ít cho ít. Đấy lồng ghép quảng cáo tí mọi người ạ. Đấy cho có canh gì thì cho canh đấy thôi. Em mình lấy luôn cái nước lòng này. Đây. Cái này phải là có ốc heo ngon. Không, ấy. Ốc vẫn ngon anh ơi, sáng ngon. Rồi, em chọn đều lên. Các cháu không được ăn đâu nha, các cháu nhỏ không ăn ớt đâu, cay lắm. Thôi hôm nay anh em vừa mới mua đi cá ngần. Đấy, thì ro đặc sản chúng ta đưa cho bác chủ ăn. Đây. Cho nên bác cũng bác có tèo. Ưu tiên chị em nào. Các cháu đâu rồi? Ăn một mồm đi. Món này là món gì đây anh? Em ơi, cho anh miếng. Anh em ra đòn đi. Hai mâm bánh nó lót trước đi ạ. Chia nước chấm chị. Mời cả nhà nha. Em có đây chia nước chấm. Bạn này đủ chưa? Em xin. Đây để em chia cho. À chờ một tí, mấy em chờ tí nhá. Và quay nốt này xong cho anh em ra hạn sang bên đấy mà đây nhường cho chị em phụ nữ thôi. Quay nốt cho cái YouTube thôi. Mời anh YouTube. Mời anh em nha. Lên trên này mà đặt món này không đáng tí nào luôn. Rất ngon luôn. Anh ơi, món cá ngần này tốt đấy, ngon đấy. Tốt bà. Cái này làm hàng được. Theo mùa. Nhưng mà ăn để đông được. Đông giá được. Nhưng nó hiếm ăn. Nhưng mà mẹ thấy cá to nhỉ anh nhỉ? Bây giờ nó bé hơn đấy. Không, cái mùa này nó to rồi. Riêng cá này nhé mà mua tôi mua mà đúng là dân luôn đấy, là lên đã là mấy trăm rồi đấy. Đúng rồi. Hôm nay là thầy Huấn là mua là 4 cân là 2 triệu. Đúng không? Nó bỏ quýt nó ra chanh. Bỏ quýt nó ra chanh. Bỏ quýt dưa phải cho bỏ quýt là ngon. Ngon. Tôi tưởng cái miếng là bì nợn nhỉ. Không, cái này là bì bê. À, bì bê bê bê. Này có bị dai không ạ? Không, cái này là bì bê muối chua. Đặc sản Tây Bắc. Ôi giời, sợ này. Trước em mọi người ăn bán cái bì trâu muối chua ấy. Không đúng lắm này. Ơ, có bia. Hôm nay là đại gia đình đón anh Huấn Hoa Hồng lên. Ngày mai là có một chút quà. Nhất là đi thăm hỏi động viên các cháu mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ vùng lũ. Đúng không ạ, thầy Huấn? Nhờ cô giáo có lấy danh sách của nhà trường cho chuẩn. Mà chú thầy là quan hệ với cả cô giáo rồi gì? Sắp xếp rồi gì? Cô giáo. Hả? Ý là lên đây bao giờ nếu mà quan hệ với cô giáo? Linh đang xem nhá. Ý là liên hệ với cô giáo, anh ý nhầm mà ở quan hệ. Ý là quan hệ ngoại giao ấy. Cô giáo tự quan hệ với anh. Ý cô giáo gọi điện nhắn tin á. Tự quan hệ luôn. Ôi, thay mặt anh em cảm ơn bác, tất cả anh em mình cảm ơn bác chủ khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai. Cảm ơn anh em. Giàu sang phú quý. Rất hân hạnh, rất quý. Anh em muốn trải nghiệm du lịch khám phá dòng sông Đà, hồ thủy điện sông Đà, thủy điện
Sơn La của nhà. Nha anh. Rất là đẹp, cảnh đẹp ban ngày, đẹp như trong tranh luôn, buổi tối này cũng rất là đẹp. Có anh em các cái hòn đảo. Em bắt thử này đi. Ủa đây. Đây vẫn ăn nó anh. Vẫn ăn nó. Vẫn ăn nó. Đây gọi là canh canh cá cần. Mua một người bán đi, mua một người bán đặt. Anh nghe thử thử bằng ngày thôi. Ui nhiều quá đi ăn được cái khác không? Không ngon. Nhưng mà ăn nhiều quá không ăn được cái khác đâu. Anh em bắt. Ừ. Rồi có tí chẩm chéo ăn mới ngon. Đây anh ơi, tí nước đi. Nước vào đây. Nước vào đây. Anh ơi, em lấy này. Ui, cái cá ngần này nó ngọt thế nhỉ? Ngọt. Nó có mùi vị luôn. Hả? Đây anh múc cái này đúng không? Ở đây ạ. Ờ. Rất là đầy chấm. Nhưng mà một năm nó có nhiều vụ không anh? Cho em. Đó, được mấy tháng thôi. 3 tháng. Đúng rồi, mấy tháng ra nó lại... Nhưng mà công nhận cái con ở trên anh em thấy nó mụn bậm đấy. Mập mạp. Cái cá ngân này nó mà to lên thì nó là con cá gì? Nó bắt con này thôi chứ. Đó, làm gì có to hơn được. Con này là to rồi, sai này em thấy là sai này to rồi. Chắc mình đi ở trên cái bản kia mà này. Ngon quá. Ôi, con cá ngân này Yên Bái to ngón chân luôn. Hồ tá bà. Wow. Mọi người ăn cá ngần cho phát biểu nào. Thì chị nào. Chị. Đâu Linh đâu. Thôi đồ em đây em ăn tự ăn. Tí anh gọi cái ông bắt thêm ít mà mang về nhỉ. Đúng rồi. Nhưng mà có số đâu gọi. Không. Để anh đã bảo cái bánh đen nó có đá, không đá. À, bây giờ các bạn. Em ăn. Nó không được. À, ăn cá ngần xong chưa? Từ từ. Ăn rồi. Từ từ. Đây là còn một gỏi cá mà anh rất thích đây. Đấy. À. Đây. Gỏi cá với cả rau bí chuối ạ. Bí chuối. Bí chuối này là bí chuối rồi, bí chuối rừng. À cho ăn được chấm chéo cũng được. Rồi cái này chua rồi mà. Đây chấm này chấm chéo một tí. Nó ngập mồm. Ok không? Ừ, rau anh. Ngon. Đấy, ăn món gì trên này ngon luôn á. Này lạ mồm ngon. Ừ. Mình gia vị ở trên này kiểu rau nó sạch. Đúng rồi. Ở đây nó hầu như là nó đầu bếp cũng là dân địa phương nấu thôi ạ, nên là cho món ăn ở bên anh là đầu bếp là toàn bộ là các đồng chí là bên bản địa người Thái nhất cũng trong nhưng thì nó mới ra được hương vị của nó. Em mang rất sợ cho ông ấy hạt lợn này là thịt heo vững chắc như tiếng ba chân đấy, rồi thịt héo thịt héo gọi là thịt héo thịt heo tức là nó không tươi thì gọi là héo. Đúng rồi. Gặp em này đâu rồi? Thôi mà tham gia phim Mega của mình nha. Em không tham gia, em bạn cổ vũ. Em đi cổ vũ. Em đi cùng anh. Các bạn hoa quả Sơn La. Đi cùng. Ê, nhưng mà hôm nay Trang không đến à? Trang bận. Không nắm được lịch trình mình đi bảo vệ. Đang một cái măng. Cái này của em ăn được. Đó. Hơi khó vận chuyển không? Bây giờ thì tìm được phương án này. À,